Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Viêm tay chưa? Đúng rồi, hàng gì có cần lấy thêm cục nữa. Mình lấy thêm cục đưa vô đó. Bị ù tai sao? Cứ để vậy nha. Rồi, khi mà để vậy có thấy dễ chịu không? Thấy dễ chịu mà hơi lạnh thôi. Hả? Dễ chịu mà nó hơi lạnh. Hơi lạnh thôi. Là để vô gì thấy sao? Hồi nãy thì nó còn nó đau. À. Bây giờ nó giống như tê tê. À, nó bị rút tê ha. Dạ, cái giống vậy á. Rồi, theo dõi. Bây giờ các chị làm như này. Đầu tiên mình để hai cái tay ở đây. À, thì mình đủ cái phần thịt thôi chứ đừng có cắm 10 cái móng vô rồi cào hồi là gì cái gì dùng con cá nè cái gì để rồi để cong vô gì nè để ngay đây à, rồi chị bẻ cái lỗ tai ra à, bẻ mạnh vô là mình dùng cái này mình làm cái kê nè kê mạnh vô rồi kéo ra à, kéo gì vậy đó tôi nói. Các chị nhớ cái mức âm lượng của tôi đang nói như vậy. Rồi, xong sau đó thì các chị lại bịt bên đây, các chị nhả bên đây. Thì nếu phần lớn á, sẽ có một số anh chị chúng ta sẽ thấy gì? Con bên nó sẽ nghe kém hơn. Rồi, thì thường giờ mình sẽ đặt hai ngón tay vô lại. Thì cái bên là khoảng đâu kìa? Không lên, không xuống. Bình lỗ tai nói sao nghe. Nó sẽ cao hơn trong cái lớp học kỹ nâng cao và tuần sau. Chị thấy rồi. Rồi. Bây giờ thấy nó bình thường lại. Bình thường lại rồi hả? Dạ. Mà thấy dễ chịu bây giờ mình biết rồi hả? Dạ. Ok. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,
Điện thoại 0983 792206 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.